Và hôm qua, bảng hiệu Four Points của khách sạn Sheraton thuộc tập đoàn Starwood vừa được chính thức treo trước cổng một khách sạn ở Havana, Cuba, đánh dấu sự xuất hiện của thương hiệu khách sạn Mỹ đầu tiên tại quốc đảo này kể từ năm 1959. Khách sạn có tên Gaviota Fifth Avenue do quân đội quản lý, được đặt ngay bờ biển Caribe. Tháng 3 vừa qua, tập đoàn Starwood Hotel and Resort Worldwide đã ký một hợp đồng trị giá hàng triệu đô la Mỹ để quản lý khách sạn này. Theo đại diện của một công ty du lịch tại Havana, sự có mặt của thương hiệu Sheraton Four Points sẽ nâng tầm giá trị dịch vụ du lịch tại nước này. Tôi nghĩ đây là một điều rất tốt bởi vì theo như tôi biết, đây là một thương hiệu có tiếng, yêu cầu dịch vụ chất lượng nên các khách hàng chắc chắn sẽ hài lòng hơn. Starwood là tập đoàn đầu tiên đổ một khoản đầu tư lớn vào Cuba kể từ khi Mỹ và Cuba bình thường hóa quan hệ sau nửa thế kỷ. Phía tập đoàn cho biết đang trang hoàng lại khách sạn Fifth Avenue, công tác này có thể mất vài tháng. Đến cuối tháng 8, tập đoàn sẽ chính thức được vận hành. Các tài xế taxi tại Havana hy vọng công việc làm ăn của họ sẽ phát đạt hơn khi khách sạn chính thức hoạt động. Để xem họ có nâng tiêu chuẩn khách sạn này lên được hay không, khách sạn sẽ do người Mỹ quản lý. Tôi cũng hy vọng nhờ đó du lịch trong nước sẽ phát triển, đặc biệt là ở khu vực Miramar. Số lượng khách du lịch đến thăm Cuba trong 4 tháng đầu năm 2016 đã đạt 1,5 triệu lượt nhờ Mỹ nới lỏng cấm vận với quốc đảo này. Dự kiến con số này sẽ tiếp tục tăng trong tương lai sau khi Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn cấm vận. Các doanh nghiệp Mỹ cũng sẽ tranh thủ cơ hội này để đổ tiền đầu tư vào Havana.